tần suất và hoặc thời gian ngủ chưa tăng lên nhanh chóng ở những người bị suy giảm nhận thức nhẹ, tiền thân của chứng sa sút trí tuệ. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí Alzheimer và Dementia. Một số ý kiến cho rằng ngủ chưa vào ban ngày ở những người lớn tuổi có thể bù đắp cho một đêm kém ngủ. Tuy nhiên, những người khác cho rằng sa sút trí tuệ có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh thúc đẩy sự tỉnh táo trong các khu vực quan trọng của não, và do đó, ngủ chưa quá nhiều vào ban ngày có thể xảy ra độc lập với chất lượng giấc ngủ ban đêm ở những người mắc chứng tiền mất trí nhớ hoặc sa sút trí tuệ. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu theo chiều dọc từ 1.401 người lớn tuổi ở độ tuổi trung bình 81 trong vòng 14 năm. Mỗi người đeo một thiết bị theo dõi hoạt động giống như một chiếc đồng hồ liên tục trong tối đa 14 ngày mỗi năm và trải qua một số bài kiểm tra thần kinh. Khi bắt đầu nghiên cứu, 75,7% những người tham gia không bị suy giảm nhận thức, trong khi 19,5% bị suy giảm nhận thức nhẹ và 4,1% bị bệnh Alzheimer. Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong khi người lớn tuổi có xu hướng ngủ chưa lâu hơn và thường xuyên hơn khi họ già đi, sự tiến triển của chứng mất trí nhớ Alzheimer làm tăng tốc độ thay đổi này gấp đôi sự gia tăng hàng năm về thời lượng và tần suất ngủ chưa. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 24% những người không bị suy giảm nhận thức khi bắt đầu nghiên cứu đã phát triển bệnh Alzheimer 6 năm sau đó. Khi so sánh mẫu này với những người có nhận thức vẫn ổn định, họ phát hiện ra rằng những người tham gia ngủ chưa hơn 1 giờ mỗi ngày có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao hơn 40% so với những người ngủ chưa ít hơn 1 giờ mỗi ngày. Họ phát hiện thêm rằng những người tham gia ngủ chưa trung bình ít nhất một lần mỗi ngày có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao hơn 40% so với những người ngủ chưa ít hơn một lần mỗi ngày. Trong khi các nhà nghiên cứu nói rằng họ không có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận về mối quan hệ nhân quả, họ nói rằng những thay đổi này có thể được giải thích là do những người bị bệnh Alzheimer có ít tế bào thần kinh thúc đẩy sự tỉnh táo hơn ở ba vùng não, và những thay đổi này có thể liên quan đến sự tích tụ của protein tau, một dấu ấn sinh học, hoặc bệnh Alzheimer. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận về mối quan hệ nhân quả rằng chính giấc ngủ chưa đã gây ra lão hóa nhận thức. Nhưng ngủ chưa quá nhiều vào ban ngày có thể là tín hiệu của quá trình lão hóa nhanh hoặc quá trình lão hóa nhận thức, Zeleng, MD, nói, bằng tiến sĩ, đồng tác giả của nghiên cứu. Bà nói thêm, sẽ rất thú vị cho các nghiên cứu trong tương lai để khám phá xem liệu sự can thiệp của giấc ngủ ngắn có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.